game today. Cảm giác như cái phiên bản mới này từ khi update xong nó rất là hay ao ấy. Cái trận trước cũng thế. Chơi Goblin còn có 8 máu thôi, roll ra được cái con bom rồi thì nó bị ao mất. Thế là coi như là vào lại thì thôi xong. Toàn dã man, máy nó tự chơi hộ mình. Làm thế nào để tắt được cái chế độ ấy đi nhở? Bực thật đấy. Ao lúc nào không ao, ao đúng vào những cái lúc quan trọng. Chào các anh em nhé. Thì anh em xem cái clip thì anh em like và share giúp mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và các anh em mới biết đến cái kênh của mình thì có thể ấn vào đăng ký, ấn vào cái chuông để nhận được những cái clip hay ho từ kênh Game Today của Tuấn Cơm anh em nhé. Cảm ơn anh em. Không biết là các anh em đã vào trong cái hội vũ trụ siêu cấp vô địch của mình chưa? Thì anh em chưa vào thì anh em vào đi nhá. Cái link mình sẽ để ở phía dưới cái đoạn mô tả của cái clip này. Thì anh em ấn vào cái link đó và anh em vào, anh em tham gia. Anh em cùng trao đổi cái kinh nghiệm chơi cái trò Auto Chess Mobile với mình. Và cũng như là với tất cả những cái bạn khác, những cái bạn cao thủ trong cái trò này. Có rất là nhiều bạn là chia sẻ kinh nghiệm ở đấy rồi. Và hiện tại thì nó đã có 300 thành viên siêu cấp vũ trụ. Vào nhanh anh em nhé, số lượng nó chỉ có hạn thôi. Đồ bây giờ thì mình cũng chưa lắp đâu, mình đợi để xem cho con nào thì mình sẽ lấy sau. Ồ, I am the god of friendship is magic. Have you tried turning it off and on again? Được đấy, như thế này là có thể là mình sẽ chơi chơi gót có tinh thạch ma lăng này rồi. Cho Tinker trước. Tinker này nó sẽ khó tăng mana hơn rồi đứng đằng sau. Ok. Có thể là sẽ chơi gót ở trong trận đấu này cũng ok. Trong cái meta mới thì cái đội hình gót nó cũng khá là mạnh. Chơi gót đi. Trong cái thời gian vừa qua ấy thì chắc là cũng phải 5 ngày rồi là mình chưa có up thêm bất cứ cái clip về nhận định update nào mới ở trên cái kênh YouTube. Nhiều anh em thì cũng hỏi, cũng nhắn tin bảo là tại sao anh ơi, anh tại sao anh up clip ít thế? Tại sao anh lại người ta, kênh người ta thì up 2 clip một ngày, kênh của anh thì 2 ngày một clip và thậm chí là gấp đôi cái chỗ đấy. Thì xin chia sẻ với anh em là cái công việc của mình nó cũng khá là bận. Những cái lúc rảnh rỗi thì mình mới có thể làm clip để up lên được cho anh em. Thậm chí có anh em thấy mình lâu rồi mình không up clip mới, lâu rồi không thấy livestream trên YouTube thì lại cứ tưởng là mình đi xuất khẩu lao động. Hỏi là Tuấn là đi xuất khẩu lao động rồi à, sao không thấy livestream nữa? Thì lại xin nhắc lại một lần nữa nhá, là vẫn livestream. Nhưng mà livestream ở kênh Facebook anh em nhá, Facebook Gaming. Và anh em chưa có biết cái kênh đó thì anh em lại xem dưới cái phần comment, dưới cái phần trích dẫn nhá, nó sẽ có cái link cho anh em. Mình dạo gần đây thì buổi tối là mình hay livestream trên Facebook. Đấy, anh em vào đó và anh em theo dõi đăng ký để ấn vào cái chuông ấy, để mỗi lần mà mình livestream thì anh em có thể nhận được cái thông báo. Khi nhận được cái thông báo rồi thì anh em vào anh em xem thôi. Anh em vào anh em xem và anh em cảm nhận thôi. Anh em cảm nhận được những cái hay, cái dở, cái pro, cái loop của Tuấn Cơm. Từ những cái trận đấu đỉnh cao, siêu cấp pro, vô địch vũ trụ, chuyển bài thần thánh, đi một bước cờ mà tính trước cả trăm nước. Tuy nhiên, đa phần thì nó là top 8. Lâu lâu thì nó mới có một cái trận hên được top 1 up cho anh em xem. Mình sẽ cố gắng cái trận này mình sẽ được top 1. Sẽ cố gắng. Did you drift away again? Wanna see my new trick?
Oh, I'll make them vanish. Ở trong cái đội hình God ở meta mới thì anh em sưu tập được hai con God sớm thì rất có lợi thế, bởi vì chỉ cần có hai con God thôi thì cái cooldown của skill ấy bây giờ nó đã có tới 60%. Sưu tập được hai con God từ rất sớm, khi mà cái con Grand Herald ấy nó chỉ có mất 2 tiền thôi, một cái con 2 tiền. Ngày trước thì chơi God là khó hơn, bởi vì cái con God thứ hai là con God The Thunder thì nó có tới 5 tiền. Một cái con mà phải lên level 8 mới có cái cơ hội ra. Grand Herald đi rồi. Có thêm một con Witch Doctor nữa. Cái thằng Fang này nó khá là mạnh, với 3 unit 2 sao và vừa lấy nó đép được mình. Vì vậy nếu mà lượt này mà mình gặp nó ấy, thì mình sẽ toang. Grand Herald cướp được cái skill của con súng. Ồ, lượt này mất mất chuỗi rồi, mất win the trick rồi. Mạnh quá nhỉ. Canvas, launch Mark 11 armor. Mình sẽ up level. Mình up level bởi vì bây giờ mình vẫn mạnh, mình cũng có 3 cái unit 2 sao. Mình sẽ để con Grand Herald ở cái vị trí mà có thể cướp được cái skill của Skybreaker quân địch. Khi mà Skybreaker quân địch đang ở để ở cái dưới cái hàng dưới cùng. Khi mà nó cướp được cái skill của con Skybreaker ấy thì cái cooldown nó sẽ rất là nhanh, nó sẽ xả skill liên tục. Hiện tại là anh em thấy là cướp được cái skill gọi đệ. Gọi đệ rất là nhanh. Cái bộ God ý, thì nó là một cái bộ mà đa phần ở trong cái meta hiện tại là có rất nhiều người chọn để đi theo và chơi neo rank. Đây nó là một cái bộ trước đây thì nó rất là khó chơi, nhưng mà hiện tại thì nó đã dễ hơn rất là nhiều rồi, nó đã chơi dễ hơn rất là nhiều rồi. Grimchok, ông tướng mới đây. Mình cứ để tạm đây. Có thể là mình chưa chắc là mình đã đi theo cái con đường là God Mate. Rất có thể là nó sẽ là cái con đường Mate thì làm sao. Thì mình cứ để đây đã, mình mua sau đó mình để sẵn ở đây. Tí nữa có một cái cơ hội nào đấy mà không đi được theo cái con đường God Mate thì mình sẽ dùng cái con Grimchok này để đánh cái đội hình cũng khá là hot bây giờ. Khi mà Grimchok kết hợp với cả một con Lila. Con Lila hay còn gọi là con Flaming Quinzat. Một cái sự kết hợp rất là mạnh mẽ. Các anh em mà xem các cái clip trước đây của mình rồi thì chắc là các em không còn lạ gì với cả cái combo Grimchok kết hợp với cả Lila nữa. Rất mạnh. Và nói chung là để sẵn ở đây thôi. Fallen Witcher, thậm chí là có thể chơi kẹp hai con Demon vào trong cái đội hình God để tạo thành cái đội hình God Demon. Cũng ok. Có nhiều các anh em mới chơi ấy, chưa hiểu được cái việc kích hoạt cái bộ God nó như thế nào. Tại sao mà mình lại bị khóa cái bộ tộc God. Bởi vì chơi cái tộc God ấy, ở trong cái bộ God thì anh em không được kích hoạt bất cứ một cái tộc nào khác. Anh em nhé, không được bất cứ một cái tộc nào khác được kích hoạt. Trong đó thì cái tộc Demon nó cũng là một cái tộc mà rất hay nhiều anh em dính phải. Đấy chính là cái việc anh em đưa một cái con Demon vào trong đội hình mà anh em đang xây dựng God. Thì cái tộc Demon ấy có một con thì nó sẽ kích hoạt ngay cái bộ tộc Demon
giúp cho cái con Demon đấy có 50% cái sức mạnh tấn công ăn thẳng vào máu. Chính vì vậy, khi mà anh em muốn xây dựng một cái bộ hình God ấy, thì anh em sẽ phải bỏ hai con Demon vào anh em nhé. Viên Ngọc Ma Lăng mình sẽ đưa cho con Rubik, con Grand Herald. Để mình soi xem là đối thủ có những cái gì. Rồi ok, mình sẽ lấy cái trang bị cái khiên. Khá là nhiều những cái team đam vật lý. Ở đây anh em thấy đấy, là chủ yếu là những cái đi team vật lý thôi. Hunter rồi Glacier, Warrior, chỉ có hai người chơi God thôi. Hai người chơi cái bộ God. Ok. Đi cái hướng mà chơi God ở trong cái trận đấu này cũng là rất là ok đấy, khi mà không phải tranh giành, không phải tranh giành những cái con chết với một cái người khác. Khi mà có những cái trận mà mình phải tranh giành, chơi Hunter thì có tới 5 thằng chơi Hunter. Nếu mà anh em xem cái buổi livestream gần đây nhất của mình, anh em thấy đấy, Hunter này, Goblin sát thủ này, Clay này. Đấy, rồi thì ở đây chỉ có một God thôi. Ok. Một God thì là rất là ok. Cái thằng Feng này là một cái thằng khá là xanh. Chúng ta sẽ phải soi nhiều ở cái nhà đấy để đưa vị trí con Rubik ấy vào đúng cái vị trí mà có thể xả được cái skill mạnh nhất. Hay như cái trường hợp này mình chủ định cho Rubik cướp được cái skill của con Tinker, con Heaven Bomber. Tạm thời mình sẽ bán cái con Fallen Witcher đi. Mình lấy tròn tiền, lấy cái internet. Rồi chúng ta xem nhà sóc thối xem có ăn được mình không. Ở đây con Grand Herald nó đã cướp được cái skill của con Evil Clay. Cái giáp nó bật liên tục. Kèm theo đó là anh em thấy đấy, mình có đưa một cái viên ngọc ma lăng vào trong cái con Rubik, khiến cho con Rubik nó xả skill rất là nhanh nhờ cái lượng tăng mana. Cái lượng tăng mana của nó lên rất sớm. Dream Choke lại giảm con nữa này, nhưng mà nếu mà mình ghim hai con thì có vẻ như là hơi bị thọt tiền đấy. Những cái con 4 sao mà nó ra sớm ấy thì thực ra không phải nó là may mắn đâu. Đối với mình thì cái thời điểm ban đầu ấy ra những cái con 4 sao thì thực sự là nó chưa đến cái mức độ mà nó phải đưa vào trong cái đội hình. Mà khi mà mình ghim những cái con 4 sao ở dưới ấy sớm thì rất có thể là tiền của chúng ta sẽ bị thọt so với đối thủ. Thế nên là anh em, nhiều anh em cứ bảo là ở round thứ 14 chẳng hạn, hoặc là round thứ 8 chẳng hạn, ra những cái con như là con Kunkka sớm thì anh em bảo hên, nhưng thực ra không hên. Bởi vì trong cái giai đoạn đầu thì những cái elite 2 sao luôn là gọi là những cái elite mà được ưu tiên hàng đầu của mình, với những cái con rẻ tiền, những cái con 1-2 tiền thôi. Nhưng mà nó rất là mạnh. Nhất là những cái con như là con God of War, con Skybreaker, Witch Doctor, Heaven Bomber, Taboo Witcher. Nó là những cái con mà anh em xem cái bảng xếp hạng của mình ấy, những cái bảng xếp hạng tier list, những cái con mạnh nhất ở đầu game, thì những cái con đó được mình xếp ở những cái thứ hạng rất cao, những cái tier S, tier A. Đó là những cái con mà mình luôn là cái sự lựa chọn hàng đầu của mình ở giai đoạn đầu game. Và khi mà ra những cái con đó sớm và lên được 2 sớm thì cái đó nó mới là mình đỏ, mình hên. Còn trong cái trường hợp mà nó ra những cái con 4 sao sớm ấy thì đối với mình nó lại không phải là hên. Rõ ràng là cái việc ra 4 sao sớm ấy mình cũng không mua đâu. Rõ ràng là như thế, nó sẽ thọt tiền và nó sẽ rất khó lên được 2 sao. Chính vì thế những cái con 4 tiền ra sớm ở trong cái thời điểm ấy đầu game nó không được mình gọi là đánh giá cao ở trong cái tier list đó. Nếu mà anh em chưa biết cái tier list đó thì anh em có thể xem cái phần trích dẫn ở phía dưới nhá anh em nhá. Mình sẽ lại để một cái link ở dưới để anh em có thể tham khảo những cái tier list. Cảm ơn anh em. Cái tier list của mình ý sẽ giúp cho các anh em có cái giai đoạn đầu game không bị thọt, giai đoạn giữa game cũng không bị thọt, và giai đoạn cuối game cũng sẽ không bị thọt, giúp cho anh em có thể là nắm bắt được những cái con bài mạnh nhất vào giai đoạn đầu, giữa và cuối game, để anh em có những cái sự lựa chọn hợp lý nhất dành cho một cái game đấu. Tuy nhiên là cái tier list đó là một chuyện, còn thực tế nó lại là một cái câu chuyện khác. Khi mà chưa chắc là anh em có thể là được quyền mua,
được quyền chọn để có thể mua được những cái con đó vào giai đoạn, những cái giai đoạn đầu, giữa và cuối game. Tuy nhiên là nếu mà có những cái con đó thì anh em có thể là mua và nó sẽ giúp ích cho anh em rất nhiều. Ok, bây giờ chỉ còn hai người có cái win streak cho đó, thì cái thằng Hunter và mình chơi God Mết. Mình sẽ xếp để mình counter lại cái thằng mạnh nhất anh em nhé. Nhưng mà rất là không may khi mà bây giờ mình đang gặp một cái bộ bộ sát thủ và có cái khả năng Marine ở đây. Không biết mình có ăn được không. Không, cái con Grand Herald của mình đã cướp được cái skill của Skybreaker và lém ra những cái Shuriken rất là nhanh. Ok, ăn được rồi. Cái việc mình các anh em sẽ hỏi mình nhiều những cái câu hỏi liên quan đến cái việc là up level vào cái thời điểm nào thì hợp lý, thì cái này thì mình xin trả lời lại một lần nữa nhá, cho các anh em mà mới biết đến cái kênh của mình, mới biết mình, thì cái việc up level ấy hay là giữ tiền ấy nó phải tùy thuộc vào cái trận đấu. Ở trong cái trận đấu đó, nếu mà anh em đang win the trick nhiều thì anh em up level sớm để có thể đè đối thủ và giữ win the trick. Ew, xong rồi, lượt này toang mất. Gặp ngay một cái thằng chơi God giống mình và nó có một con Disruptor, con Storm Shaman sớm. Tại sao Storm Shaman này có thể tung trưởng nhanh như vậy nhỉ? Ôi, thôi xong. Trận đấu này coi như kết thúc. Cái thằng chơi giống mình có Storm Shaman RO. Storm Shaman RO, xin nhắc lại, vào cái thời điểm round thứ 17. Dã man ở đấy. Xong. Thực ra nếu mà mình chơi cái bộ khác ấy, mình chơi cái bộ khác thì mình kệ nó thôi. Nhưng mà mình chơi, nó cùng chơi với bộ mình, và bây giờ nó đang mạnh hơn mình. Razo của nó, Thunder Spirit của nó đã 2 sao rồi. Mình chắc là mình sẽ xếp để mình counter lại cái thằng chơi God này. Nó có một con Storm Shaman, nó lại có một con Thunder Spirit 2 sao. Đấy, nó có win the trick rồi kìa. Bây giờ ấy, mình chỉ có chú ý đến cái nhà của cái thằng chơi God thôi. Sếp làm thế nào để có thể counter được nó, chủ yếu là như thế. Con Grand Herald của mình cướp được cái skill của Tuka. Đấy là một cái skill rất phế, bởi vì cái skill này thì chỉ có đứng sát thôi, đứng cạnh thì mới dùng được thôi. Có những cái skill của những cái con đánh gần ý, mà anh em không thể đứng xa mà có thể dùng skill được. Ví dụ như của Axe, của Swordmaster, hay là của con Reaper, là những cái skill mà không thể đứng xa mà có thể tung trưởng. Vì vậy gần như là nó phế ở trong cái đội hình. Siren mua thôi. Đội hình God khống chế lúc nào nó cũng là một cái đội hình mạnh nhất. Ồ, Devastator. Rồi, ok. Có con bom sớm thì nó cũng gánh kèo cho mình lắm. Chơi chơi God ý, thì ra cái con bom cũng ok. Còn chơi chơi Goblin ý, thì không bao giờ cho ra con bom. Chính vì thế nên là mình cũng, anh em thấy là mình rất là ít khi chơi Goblin. Ví dụ như cái trận trước ấy, nhắc lại lại cay, cay vãi đái luôn.
Còn 8 máu, level 9 roll ra được cái con bom. Xong rồi bị out, cay thật sự luôn. Nên là thôi, quyết định là ít ra ấy, thì chơi God. Nó không ra được cái con God of Thunder thì cũng ok, cũng vẫn là ok. Nhưng mà chơi chơi Goblin ý mà nó không ra được con bom thì nó lại là cả vấn đề. Đấy. Cái con Doom này nó cũng sẽ thuộc hệ Demon. Mình đang có ý định là cho Grim Shock vào đây để lấy cái đội hình, nó gọi là đội hình Demon kết hợp với God. Có một cái con Velomancer. Thôi. Dẹp. Dẹp thôi. Velomancer thì nó lại khác. Tầm này chắc roll thôi. Roll thôi. Bắt cho vào, thay cho con Tinker đi. Kích hoạt cái bộ 3m. Có 3m. Ngọc Ma Lăng cho con nào đây? Witch Doctor. Thôi cho con bom. Con bom ấy thì nó sẽ tăng mana nhanh và nó sẽ xả quả bom nhanh hơn. Quả bom này thì nó rơi vào khoảng là 4 giây là nổ một lần. Eo. Bị thua cái bọn Clyde rồi. Có cái con Velomancer ấy thì mình có thể tìm thêm một con Soul Reaper nữa, kích hoạt cái bộ Mage kết hợp với Warlock, kết hợp với cả God thì nó sẽ mạnh hơn là chơi kết hợp với Demon. Thằng này còn hai con, nó cho hẳn hai con Storm Shaman vào. Hai chà. Đây rồi. Tuy nhiên là chưa có slot để cho Storm Shaman vào đâu. Phân vân quá anh em ạ. Cái slot thứ 9 nó sẽ dành cho cái con Storm Shaman. Vì vậy nên có lẽ là mình sẽ bán cái con Velomancer đi. Thôi xong. Lại gặp cái thằng này thì toang rồi. Storm Shaman RO. Đỡ thế điếu nào được. Mặc dù là mình đã có thể là cướp được cái skill của Storm Shaman rồi đấy. Grand Herald của mình là đã có chủ đích sắp xếp cái con Grand Herald ở cái vị trí có thể cướp được cái skill của con Storm Shaman quân địch. Có tính toán rồi nhưng mà rất tiếc anh em ạ. Cái vấn đề ở đây nó là cái việc là tung ra skill sớm hơn. Kể cả là cái con Grand Herald của mình nó có cái Ngọc Ma Lăng, nhưng mà cái Ngọc Ma Lăng của mình không phải tăng nhanh mana bằng cái việc là nó có một cái RO được. Đối thủ tung skill trước thì mình thua thôi. Thôi, vẫn phải cho bom vào. Cho bom vào cho bộ cạp ra. Ê. Ấn chậm quá. Mình nghĩ là quả bom nó sẽ mạnh hơn. Cái quả bom này này, vừa nãy mình có bán cái con Velomancer đi ý. Thì khi mà kết hợp với con Velomancer, với cái skill của con Velomancer là nó sẽ thải ra một cái bãi độc ý. Thì cái bãi độc đó nó cũng sẽ hỗ trợ cái việc lổ bom này rất là nhiều khi mà nó có trừ giáp. Mà cái skill của con bom này nó là cái skill đam vật lý. Tức là nếu mà anh em có một con Velomancer ở trong cái đội hình này này, thì anh em có thể là vừa có cái hiệu ứng Warlock hút máu dành cho skill, mà lại vừa có cái khả năng trừ giáp để khiến cho cái quả bom nó lổ mạnh hơn. Tuy nhiên là phải lên đến level 10 cơ mình mới có thể cho được cái con Velomancer vào. Vì vậy nên là bây giờ mình không có mua Velomancer đâu. Cái slot thứ 9 chắc chắn là mình phải cho Storm Shaman vào để counter lại cái thằng top 2. Cái thằng này này, cái thằng khốn nạn này có Storm Shaman 2 sao với một cái RO thì hoàn toàn là mình gặp nó là mình toang thôi.
Bởi vì vậy nên là chắc chắn là sẽ phải có cái slot cho Storm Shaman vào cái level 9. Và cái level 10 mình sẽ tìm thêm một con Warlock nữa để mình cho vào, kết hợp với bom. Có thể là Velomancer hoặc Soul Reaper đều ok. Ở đây là mình đã có gót ở War 3 rồi này. Tuy nhiên là từ từ đã. Sẽ từ từ đập trứng roll tiếp đã. God of War. Mà không có rồi. Thôi đập trứng luôn đi. Không nên khô máu anh em ạ. Thế là đủ rồi. Xem cái thằng này. Con Grand Herald của mình đợt này nó đã tung được cái skill Storm Shaman của Storm Shaman trước. Static Storm đã được Grand Herald cướp, tung trước và giành chiến thắng. Yeah. Anh em thấy không? Cái cách xếp đội hình nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái trận đấu này. Thậm chí là mình đang yếu thế hơn đối thủ, nhưng có một cái con Rubik ý, một cái con Grand Herald ý. Nó đã giúp mình chiến thắng nhờ cái việc là cướp skill của một cái con là mình không có. Đấy chính là cái con Storm Shaman của đối thủ. Tất cả đã được lên kế hoạch từ trước, đã có trong cái tính toán của mình. Đấy chính là cái lý do ấy mà tại sao nhiều anh em đặt cho mình cái biệt danh nó là Master of God, Master of Divinity. Đấy, anh em hiểu chưa? Anh em hiểu ra vấn đề chưa? Rất là đơn giản thôi. Nó là như thế đấy anh em. Có một cái câu như này, đó chính là thần châu Á, thần Hy Lạp, thần châu Âu thì cũng không thể bằng cái ông thần Tuấn Cơm, không thể bằng được. Và để có thể là anh em có thể hiểu rõ được là tại sao ấy, thì mình lại xin để lại dưới cái clip này một cái đường link chơi cái bộ gót này, mà có thể là anh em sẽ chưa xem cái clip đấy. Các anh em nào chưa xem thì anh em có thể tham khảo thêm nhé. Cái clip nó gọi là đỉnh cao luôn đấy. Chúng ta nói chung là sẽ phải quan tâm nhiều đến cái thằng God mà chơi cùng bộ thôi. Vì nó đang có lợi thế hơn khi mà có một con Disruptor kèm theo đó một cái RO. Cái việc mà chúng ta tung được cái Static Storm sớm ấy, nó rất là quan trọng. Chính vì thế là mình đã để sẵn một cái viên ngọc ma lăng cho Rubik rồi. Chắc chắn rồi. Để có thể tung được xưởng sớm thì cần phải tăng mana nhanh. Ngoài ra ở đây thì có một cái bộ đó là cái bộ Hunter. Một trong những cái bộ Hunter kết hợp với cả War. Line up này thì cũng là line up counter God. Vì vậy nên là hai cái đối thủ còn lại của mình bây giờ đều là những cái đối thủ mạnh hơn mình. À, ghép được cái ráp cuối rồi này. Ghép ráp cuối cho God of War. Chúng ta sẽ thay đổi vị trí của con Grand Herald. Nhất thiết là phải xử được cái thằng chơi God trước anh em ạ. Mình sẽ xử cái thằng chơi gót trước, counter thằng chơi gót trước. Không được rồi. Lượt này nó lại ăn, do nó tung được cái skill sớm. Nó tung được cái skill sớm ấy, nó ăn được mình. Cái con Storm Shaman nó đã đẩy lên trên cao hơn. Và chính điều đấy đã khiến cho nó tung được cái skill nhanh hơn. Đối với bộ gót ý, thì cái việc hai cái bộ gót đánh nhau thì cái bộ nào mà tung ra skill sớm hơn thì cái bộ đấy sẽ thắng. Bởi vì anh em sẽ bị khóa skill liên tục và đến chết cũng không thể làm mà tung trưởng được. Nó có tới hai con Thunder Spirit ở đây. Rất là ghê. Mình sẽ phải thay đổi một chút. Cái vị trí của mình sẽ thay đổi để cái vị trí của cái con Grand Herald ấy nó sẽ cướp được cái vị trí cái skill của con Buck, cái con Shining Dragon. Đó là cái con mà có skill yếu nhất ở trong cái đội hình này. Có một cái BKB rồi.
Ok, rất là ngon. BKB này sẽ cho Storm Shaman. Mình sẽ up 10 luôn. Bây giờ mình phải đưa Storm Shaman vào thôi. Khi mà mình đủ tiền rồi, mình sẽ xả tiền vào up 10. Soul Reaper mua thôi. Chúng ta sẽ đẩy bộ Warlock vào đây. Bán bộ cạp đi. Mình sẽ để con Soul Reaper ở dưới cái vị trí này. Để cái con Grand Herald của đối thủ sẽ cướp cái skill của con Soul Reaper. Đó là một cái skill phế, anh em thấy không? Nó cướp cái skill của con Soul Reaper này. Đế, thôi xong rồi. Toàn bộ skill của đối thủ tung ra, trong khi mình thì bị khóa mõm. 19 máu, đậu xanh. Thôi xong rồi, toang mất. 19 máu một lần ạ. Đỡ thế nào được đây? Úi trời ơi, cái gì nó vừa chớp đấy? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Không biết gì nhá anh em nhá. Chỉ một cái chớp mắt, siêu nhân điện quang đã đến để cứu cái thế giới đây rồi. Ý ý ý. Siêu nhân điện quang tới với biết bao niềm hy vọng, giúp chúng ta có thể thay đổi thế giới, để thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Được không nào? Ơ, nhưng mà bên này nó vẫn ăn được mình. Bằng một lý do nào đấy, lấy cái ma trượng thần bí ghép cái gậy hack. Ok. Ú. 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 Cho con nào đây? Grand Herald cầm gậy hack. Ok. Grand Herald sẽ phải tăng mana nhanh. Đưa cho Grand Herald. Đây rồi. Mày ăn hộ tao cái. Siêu nhân điện quang đến rồi. Ơ cái đết. Chết rồi. Siêu nhân điện quang gặp bộ trưởng bộ điện lực. Thôi xong rồi. Cái con Herald của nó cướp được skill của siêu nhân điện quang. Vãi hết cả một số thứ. Bộ trưởng ra chỉ thị cắt điện thì thôi, chịu thôi. Vãi thật đấy. Đây rồi, đôi giày. Thôi thì siêu nhân điện quang không có cứu được thế giới thì để cho Osama Bin Laden cứu thế giới vậy. Mình sẽ thay đổi vị trí của cái con God of Thunder sang phía bên này. Không là nó lại cướp một lần nữa thì thôi toang ngay. Anh em nhìn kìa, Osama Bin Laden kìa. Đặt một quả bom, rồi hai quả bom, rồi ba quả bom. Đặt liên tục thôi. Dã man chưa? Bên này đã ăn được rồi. Cái con Devastator ấy, nó có cái blink nó bay ra đằng sau, không bị silent. Không bị cái bão Static Storm của Storm Shaman quân địch khiến cho nó bị bịt mồm. Và nó có thể xả được skill. Kaka, nghen tốt. Kaka, chả hiểu ngôn ngữ nước nào mà trông toàn kaka với cả ngaka kia. Thanh Liên là đứng hóng. Lên bảng đếm số từ lâu rồi. Có tới 3 Thanh Liên là đang hóng, sẽ là chơi đội hình như thế nào cho hợp lý. Ai sẽ là người mạnh nhất ở trong trận đấu này? Chia đồ thôi, trận đấu sắp kết thúc rồi. Cho con nào cái ngọc lé đây.
Storm Shaman. Ok. Cho con ngon rồi đấy. Ui dồi ôi, ui dồi ôi, ui dồi ôi, Biladen cứu thế giới thật này. Được bạn ơi. Ăn đủ rồi. Với 9 Ulit. Nó gặp mình một lần là nó toang rồi. Khi mà mình có tới 2 cái Static Storm. Nhưng mà vẫn chưa biết được. Thằng nào tung skill trước thì là cái thằng đó. Chưa biết được. Cứ phải cẩn thận. Mà thì điếu là lượt trước là nó vẫn cướp được cái skill của con rớt. Con Herat của nó vẫn cướp được skill của con rớt là thế nào? Ui, hai cái thuyền ở đâu ra vậy? Thôi chết rồi, lượt lại toang rồi. Chưa, mất một ít máu thôi. Bọn Hunter War nó cũng counter lại gót. Rôn cái. Úi xôi, siêu nhân điện quang siêu cấp vô địch. Đây rồi. Có cái con God of Thunder 2 sao thì lại không sợ bọn Hunter nữa. Nó thay đổi vị trí của con Grand Herat và con Storm Shaman. Mình sẽ thay đổi lại thôi. Ok. Mày thay đổi lại mà mày ăn tao á. Đây rồi, gặp đây rồi, thấy chưa? Mày thay đổi, tao có tính toán mà. Thần Tuấn Cơm. Ăn hộ cái, Thần Tuấn Cơm. Rồi, ăn đi. Bộ trưởng Bộ Giáo dục đâu? Bộ trưởng Bộ Giáo dục đâu? Ra đây dạy lại các anh em ở các cái bộ trưởng bộ khác đi. Cách làm thế nào để chơi được bộ hot hay nhất. Thôi, lên bảng điểm số rồi. Bị cái bọn Hunter nó ăn. Chết chưa? Cái bọn Hunter ấy, nó là cái bọn counter lại cái bọn God này này. Nhưng mà không sao, bây giờ mình khép góc. Khép góc là được. Lấy là vì là mình chưa khép góc thôi nên mình thua thôi. Do mình tính nên cái việc là giết cái thằng God trước. Còn bây giờ á, khi mà đã khép góc rồi ấy, thì cậu ăn hộ tớ cái nhá. Ăn hộ cái. Ăn đi. Ăn hộ cái. Ô kìa, God of War quay đúng mặt, đúng hướng đi em. Đừng có quay đít vào người con súng, nó lại bắn chết bây giờ. Nào, ui, nó hóa đá mình. Không, một giật chết ngay. Thêm giật thứ hai. Úi dồi, Biladen quay ra đằng sau, lổ bùm bùm, chứ chết rồi. Tiến bạn lên đường đúng 16 máu. GG. Anh em thấy thế nào? Một cái trận đấu quá là mãn nhãn đúng không? Khi mà đấy, siêu nhân điện quang cuối cùng thì vẫn cứu được thế giới nhờ có sự giúp đỡ của Biladen. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em thấy hay thì anh em like share giúp mình nhé. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em vào cái clip tiếp theo. À, và anh em nhớ nhé là anh em hãy đăng ký cái kênh Facebook để có thể xem những cái buổi livestream trực tiếp của mình, xem những cái buổi mà mình toang, xem những cái buổi mà đa phần nó là top 8 của mình. Rồi, cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại anh em. Bye bye.